Anh hai, vị này chính là thiếu tá Hắc Mộc, thân với củ muội lắm, người mà cùng hợp tác mở tiệm Á Phiện đó. À, thiếu tá Hắc Mộc có phải không? Tôi là Trịnh Lãng Vân, ba của củ muội, cũng tức là người nắm quyền của Đồng Thái. Hân hạnh, hân hạnh. Khốn kiếp. Anh hai, thiếu tá Hắc Mộc, anh hai tôi chỉ muốn bắt tay với ông thôi, tại sao ông đánh ảnh? Lũ heo Trung Quốc các người, có tư cách gì bắt tay với hoàng quân Nhật Bổn chúng tôi? Dạ, dạ, cúi chào, cúi chào. Anh hai, lại phải cúi chào, cúi chào 90 độ đó. Hậu hán không chịu thiệt trước mắt. Cúi chào, cúi chào đi. Cúi chào đi. Cúi chào. Khốn kiếp. Anh hai. Dạ, dạ, dạ. Anh hai. Anh hai, thiếu tá Hắc Mộc, anh hai tôi chỉ muốn cúi chào ông thôi, sao ông đánh ảnh nữa? Cúi chào tôi mà không cởi nón ra, rõ ràng là coi thường hoàng quân chúng tôi. Dạ, cởi nón. Anh phải cởi nón ra. Không cởi. Cởi đi, cởi đi. Cởi nón ra sẽ không có sao nữa. Phải đó, cởi đi.